Video bé gấu trúc vui, tại vườn thú Moskva mở quà năm mới. Vườn thú Moskva của Nga vừa đăng tải đoạn video quay lại khoảnh khắc con gấu trúc khổng lồ tên là Zhuei mở quà năm mới. Zhuei vừa lên chức bố đã vô cùng hào hứng khi kiểm tra một món quà được trang trí bằng cam quýt bên ngoài, trước khi chuyển qua món quà khác có các hình tròn nhiều màu sắc. Theo đài RT, con vật 7 tuổi này với bạn đời là Dinh Dinh, 6 tuổi, là cặp gấu trúc được chính phủ Trung Quốc gửi tới Nga vào năm 2019, nhân dịp 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Zhuei và Dinh Dinh đã trở thành cha mẹ của một bé gấu trúc cái vào tháng 8. Đây là cá thể đầu tiên của loài này sinh ra ở Nga. Theo truyền thông, bé gấu trúc sẽ chính thức có tên khi nó được 100 ngày tuổi. Đầu tháng 12, vườn thú Moskva đã tổ chức cuộc bầu chọn tên cho gấu trúc con, thu hút hơn 250.000 người tham gia. Gấu trúc khổng lồ là động vật quý hiếm và là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. Loài vật này đã trở thành sứ giả ngoại giao được chính phủ Trung Quốc gửi tới các nước từ năm 1941. Zhuei và Dinh Dinh sẽ trở về Trung Quốc sau khi thỏa thuận cho mượn kéo dài 15 năm kết thúc.